Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp. Les pronoms démonstratifs. Đại từ chỉ định trong tiếng Pháp gồm có celui, là giống đực số ít. Celle, là giống cái số ít. Ce, giống đực số nhiều. Celle, giống cái số nhiều. Các đại từ chỉ định được dùng để thay thế cho một danh từ vừa được nhắc đến trước đó để tránh lập từ. Ví dụ, ces cerises sont très rouges, mais les cerises de mon jardin est plus sucrée. Trong câu này chúng ta thấy từ cerise được lặp lại hai lần liên tiếp. Để tránh lập từ, chúng ta sẽ đổi les cerises ở phía sau thành một đại từ chỉ định. Vì lúc này cerise là danh từ giống cái số nhiều, nên chúng ta sẽ dùng đại từ chỉ định celle có s. Ces cerises sont très rouges, mais celles de mon jardin sont plus sucrées. Các đại từ chỉ định có thể được dùng với các giới từ. Quel sac aimes-tu? J'aime celui en cuir. Đại từ chỉ định cũng có thể được dùng với đại từ quan hệ. Qui, que, où, vân vân. J'ai beaucoup de robes, mais j'aime le plus celle que ma mère m'a achetée. Sau đại từ chỉ định, chúng ta có thể thêm si để nhấn mạnh khoảng cách gần, hoặc la để nhấn mạnh khoảng cách xa. Vậy chúng ta sẽ có celui-ci, celui-là là giống đực số ít. Celle-ci, celle-là là giống cái số ít. Ceci, cela là giống đực số nhiều. Celle-ci, celle-là là giống cái số nhiều. Ví dụ, voici nos chapeaux. Essayez d'abord celui-ci et puis celui-là. Câu này có nghĩa là voici nos chapeaux. Essayez d'abord ce chapeau-ci et puis ce chapeau-là.